chết rồi. Có lỗi rồi. Đang tập cho bạn ăn, bạn làm gì bạn cam nhé. Có vẻ vẫn hơi hơi sợ cái tay của mình anh em ạ. Này, anh em nhìn. Ai làm gì mình? Đây mình đang đang kiểu muốn tập cho con này nó ăn. Chứ nếu mà mình bỏ vào bát thì nó vẫn ăn thôi. Hôm qua thì mình đi chơi nên là mình cũng không cho nó ăn ngày hôm qua. Bây giờ mình lại bỏ do vào đây tí nó ăn đây. Mình kiểu muốn dơ cho nó ăn đấy, cho nó tập cho nó xem nó bắn nữa nhá. Nhưng mà có vẻ như là bạn ấy không không thích như thế. Đây nha. Cho ăn Red Run tại vì kiểu Red Run nó mềm anh em ạ. Bọn này nó thích ăn nó mềm mềm hơn. Cho Dubia thì nó hơi cứng so với bọn này. Cho nên mình mới cho nó ăn Red Run. Đây mình sẽ cho 4 5 con vào đây. Mỗi lần cho thì mình sẽ kiểm soát số lượng để mình còn xem nó ăn như thế nào. Con này của mình thì hôm trước nó về nó ăn cũng khá đều rồi. Đó. Thì thật ra thì xong cái chuồng như này nhưng mà hàng ngày mình sẽ xịt nước, nhưng mà chắc là tụi mình sẽ chế một cái chai nước ở trên này để cho nó giọt nước, nó cứ giọt xuống dưới cái cây này đó. Vẫn là không à, vẫn thế. Ok thì mình đã chuẩn bị sẵn một ít rán ở đây rồi và bây giờ mình sẽ cho mấy con này ra ngoài trời phơi nắng. Mấy con trong này thì một số chuồng thì mình sẽ để cố định, ví dụ như chuồng nào. Đây em có thể thấy ví dụ như chuồng con gecko thì mình sẽ không mang ra ngoài trời, mình sẽ để cố định ở trong này. Đâu rồi nhỉ, cái gắp của mình đâu rồi ta, cái cây gắp đâu rồi. Cái con lên đây là của mình à, đấy. Dạo này rất là dễ thương, dạo này nó kiểu nó quen với mình hơn rồi đấy, cho nên là nó chịu khó nó đi ra, nó tương tác với mình và nó kiểu nó không ngại mình nữa đấy. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó ăn một con đây cây này, mình sẽ cho nó ăn một con Red Run anh em nhé, một con Red Run trước để cho nó mềm mềm nó dễ ăn trước. Red Run đợt này của mình đang có vẻ như là đang bị hết dần rồi. Cho nên là mình phải cân nhắc đến cái việc này. Đấy, anh em nhìn nào. Rất là dễ thương. Đấy, yeah. Nó bò được đấy. Nó bò trên kính cho nè. Đớp cái gì? Đớp cái gì? Đớp qua kính thì đớp làm sao? Đây. Ôi chết rồi. Rơi. Mất miếng ăn rồi. Rơi vào trong đấy thì lúc nào con này nó sẽ săn sau anh em ạ. Đây là một con hai con rồng úp của mình thì hôm nọ bị téo mất một con anh em ạ, tại vì con baby rero ấy, con het rero ấy nó yếu quá không chịu nổi. Nó đi đường xa xong rồi từ hôm đường xa dán đây nó gần như nó không ăn gì cả, nó yếu quá nên đâm ra là nó téo mất rồi. Còn một con này thì ăn uống bình thường này anh em này, khổ thân. Yếu quá nó chịu không nổi stress, nó về đường xa nó về stress tèo luôn à, cũng tiếc nhưng mà thôi cũng chẳng còn cách nào khác à. Rồi bây giờ mình sẽ cho con lên đây ăn thêm một con dubia đây anh em nhìn này, nếu mà nó đậu ở cái kính này mình mở ra nó sẽ bị mở ra như này. Đấy. Kẹp cái đuôi, ui giời ơi con này. Lắc một cái nó bay với cả con rán như thế. Nó còn hâm nữa. Đây anh em ơi. Đây. Đớp lại đi nhanh em. Nhìn vào trong chuồng đi. Này. Không ăn đi.
với cho một con ngậm như thế mà không hiểu sao lắc đầu cái mà bay mất. Nếu mà rắc răn mà bò trong này hoặc là Dubia mà bò trong chuồng như này thì khi nào nó con này nó sẽ tự bắt sau. Anh em đấy, nó sẽ tự bắt sau anh em ạ. Mình sẽ cho con này ăn thêm nhé. Này, ui chết chết, rắc răn mà nó bò ra ngoài như này nhá, bắt lại không bắt lại nhanh nhá, bò bắt nhanh. Con này của mình thì nó không nó vẫn còn nhát tay nhát mình lắm, cho nên là mình chỉ cho ăn rất run. Tại vì sao à, quên cho ăn Dubia là tại vì mình cho Dubia vào cái khay này này thì nó không trèo ra ngoài, chứ đâu cho rất run mà nó trèo ra ngoài ngay, nó nhanh lắm. Đấy, tạm thời để mấy con đấy cho con này nó ăn rồi. Sau đó là mình sẽ cho mấy con pet của mình nó trên đây, còn một ít nữa thì tí mình sẽ cho mấy con giống ốc của mình nó ăn. Mấy con giống ốc size lớn hơn. Và bây giờ mình sẽ cho bây giờ mình sẽ cho mấy con này ra ngoài phơi nắng, cả con này nữa. Hôm qua thì hai hôm ba hôm mình thả rông nó ngoài trời, thế nhưng mà hôm qua lúc mà mình đi chơi mình bảo thôi đi chơi để cho nó vào trong nhà cho nó chắc. Chị ấm con này một tí, sau tí mình sẽ bật đèn. Con này thì mình sẽ nuôi trong nhà thôi, kiểm soát đèn cho nó đều nhiệt. Còn con này thì tí nữa mình sẽ đưa cả cái chuồng này ra để phơi, mình sẽ cho hết sang cái chuồng đấy để mình cho ra ngoài phơi. Đây, ngày lễ anh em đi đâu chơi rồi? Mình thì hôm qua mình cũng tranh thủ đi chơi, hôm nay chiều mới đi chơi. Trên buổi sáng mình sẽ cho chúng nó phơi một tí. Thấy anh em thấy không? Nhìn nó đứng cái dáng này nhìn nó không được đẹp lắm. Thai nó cũng không sung lắm. Nhưng mà Blue thì mình cũng muốn nuôi nó lớn chậm một tí để cho nó đỡ bị vỡ size, vỡ màu. Thôi ok anh em, bây giờ mình sẽ cho chúng nó ra đã. Cho hết chúng nó ra cái chuồng này thôi, mình đã đưa lên trên mái đã. Hẹn anh em ở những clip sau nhé. Bye bye anh em.